Như chúng tôi đã đưa tin thì vào ngày 8 tháng 6, một vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Cao Bằng. 4 trẻ phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn quả vải, trong đó chỉ có một trẻ qua khỏi và đã được ra viện trong ngày hôm qua 14 tháng 6. Dù chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra vụ việc, nhưng mà thông tin trẻ bị ngộ độc, tử vong sau khi ăn quả vải đã làm nhiều người hoang mang, nhất là khi hiện nay đang là thời điểm vải chín rộ. Vậy thì liệu ăn vải có thể bị ngộ độc, bị viêm não hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tìm hiểu ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Sau khi ăn quả vải khoảng 1 đến 2 giờ, cả ba đứa trẻ này đều có biểu hiện sốt, buồn nôn, đau bụng. Đến ngày hôm sau, trẻ có biểu hiện nặng hơn, hôn mê và phải thở máy. Dù đã được cấp cứu, nhưng 2 trong số 3 bệnh nhi đã tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán những trẻ trên bị viêm não, nhưng nguyên nhân gây ra căn bệnh này như thế nào thì chưa rõ. Tình trạng của hai cháu chuyển từ bệnh viện Thông Nông về đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng rất là nặng. Vào ngày 9 tháng 6 thì vào đến khoa hồi sức cấp cứu thì đã phải các bác sĩ và các kíp trực đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản để thở máy. Thế thì trong cái từ ngày 9 đến ngày 13 điều trị thì tình trạng cháu diễn biến rất là nặng. Được biết, viêm não và viêm màng não được gây ra bởi 4 loại vi trùng. Trong đó, siêu vi trùng gây bệnh viêm não Nhật Bản lây qua đường mũi đốt và thường gặp ở vùng nông thôn. Không riêng trẻ em mà cả người lớn cũng có nguy cơ bị bệnh này. Có biểu hiện như là sốt và co giật, rối loạn ý thức và bị tê liệt mất một cánh tay thì bố tôi và tôi đã chuyển từ nhà lên đây. Được biết, bệnh nhân trên cư trú tại Hưng Yên. Đây cũng là một trong những địa phương trồng nhiều vải, nhãn. Tại những vùng này, đến mùa quả chín, thường có chim điếu điếu di cư đến ăn vải. Đây là loài chim mang trong mình mầm bệnh viêm não qua mũi trung gian đốt có thể truyền bệnh sang người. Vì thế, nguyên nhân gây nên bệnh viêm não, viêm màng não không liên quan trực tiếp đến việc ăn vải. Con chim mang cái mầm bệnh viêm não này di cư về thì qua cái trung gian là mũi truyền bệnh. Nó đốt con chim đó và nó mang nhiễm con virus đó và lại đốt sang người thì vô tình chung nó sẽ truyền bệnh viêm não, màng não sang cho người. Hơn nữa, sau khi bị muỗi có mầm bệnh viêm não đốt, ít nhất từ 3 đến 5 ngày sau thời gian ủ bệnh, bệnh nhân mới có các triệu chứng của bệnh như sốt, đau đầu, mất ý thức. Bởi vậy, việc 4 trẻ ở Cao Bằng sau khi ăn vải vài tiếng đã bị hôn mê tử vong cho thấy quả vải không phải là tác nhân gây nên tình trạng trên. Tuy nhiên, cũng theo các bác sĩ, nếu quả vải có chứa các hóa chất độc hại thì lại là chuyện khác. Nếu viêm não Nhật Bản thì không phải là lây do ăn vải. Đấy là điều chắc chắn mà chúng ta đã biết rất rõ. Còn nếu mà thực sự là ăn vải sau một thời gian ngắn thôi, có thể vài tiếng hoặc 1-2 ngày gì đó mà đứa trẻ mắc viêm não thì có thể cái viêm não đó mà là do ăn vải thì không phải là viêm não Nhật Bản. Bởi vì thực ra trồng vải chúng ta cũng biết là có thể người ta dùng hóa chất, người ta phun ở trên các vỏ quả vải chẳng hạn, hoặc là nó đã ngấm vào quả vải rồi. Thì khi đứa trẻ bóc cái vỏ quả vải đó, bàn tay đứa trẻ có thể dính các cái hóa chất đó, thì các cái hóa chất đó hoàn toàn có thể gây viêm não. Bên cạnh đó, có một số thông tin cho rằng trong quả vải có chứa hypoxylin có khả năng gây ức chế sự tổng hợp insulin. Vì thế, nếu ăn quá nhiều vải vào lúc đói, có thể có các triệu chứng như la hét, co giật, hạ đường huyết, thậm chí là phù não dẫn đến tử vong. Nhưng thông tin trên chưa được kiểm chứng và tại Việt Nam, Ivan chưa ghi nhận trường hợp nào bị tử vong do ăn quả vải khi đói. Thực ra ở mình thì rất hiếm gặp những cái đó, bởi vì thực ra chúng ta ăn vải thường xuyên. Thì các bạn cũng không hay có bạn nào mắc cái tình trạng như vậy cả. Thực ra về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng mà thực ra trẻ ở mình thì các bạn ấy ăn vải thường xuyên. Thì tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì lắm, trừ khi các bạn ăn nhiều quá vào cái lúc đói thì có thể là có những cái tác dụng như vậy. Nhưng nếu mà ví dụ như ức chế tạm thời gây insulin thôi và gây hạ đường huyết thôi thì chúng ta xử lý rất đơn giản, sau đấy là đứa trẻ tỉnh được. Được biết, bệnh viêm não hay viêm màng não được ghi nhận trên cả nước, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Bệnh thường xuyên xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 10, cao điểm dịch khoảng tháng 5, tháng 7.